Trong bối cảnh phát triển năng lượng xanh, những kịch bản 100% năng lượng tái tạo đã bắt đầu được nghiên cứu cho một số quốc gia trong đó có Việt Nam. Để từng bước thực hiện hóa kịch bản này, sự chuyển dịch năng lượng phải được tính toán ở cả tổng thể và những mô hình cung ứng điện độc lập. Quy hoạch điện 8 cũng đề ra mục tiêu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mái tự uh, sản tự tiêu. Mục tiêu này thì hoàn toàn là khả thi khi chúng ta tham khảo mô hình làng 100% năng lượng tái tạo đã được vận hành thành công gần 30 năm qua. Ngôi làng có tên là Fenham cách thủ đô Berlin, Đức khoảng 60 km. Fenham giờ là một điểm du lịch. Sự nổi tiếng của ngôi làng nhỏ bé này xuất phát từ khả năng tự cung ứng 100% năng lượng. Kể từ khi có 5 túc pin gió đầu tiên được hòa vào lưới điện, thì đến nay ngôi làng này đã có đến 55 túc pin gió để hòa vào lưới điện. Lượng điện được sản xuất ra sau khi trừ đi lượng điện cho chính người dân ngôi làng này sử dụng, thì còn có thể cung cấp cho đến 55.000 ngôi nhà ở trên khắp nước Đức. Tại ngôi làng 100% năng lượng tái tạo này không chỉ là vấn đề điện gió, điện mặt trời mà còn có nhiều giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả khác. Nếu như nhiều quốc gia còn đang trong bước đầu tiên nghiên cứu thì ngôi làng này đã tiên phong xây dựng cơ sở sản xuất loại năng lượng hydro. Đây là loại năng lượng mới mà hội đồng làng mạnh dạn đầu tư, nối tiếp sau thành công của điện gió, điện năng lượng mặt trời và điện khí sinh học tận dụng chất thải của heo. Lợi ích chính của những người dân ở làng tôi là tiết kiệm được hóa đơn năng lượng, khi mọi người chỉ phải trả 12 xu cho mỗi số điện, chỉ bằng khoảng 25% số tiền mà những người khác phải trả. Chúng tôi cũng tiết kiệm được hóa đơn sưởi ấm và không còn cần phải tốn tiền mua dầu sưởi ấm nữa. Hành trình thành công cũng không hề dễ dàng. Trong suốt 30 năm qua, Fenham đã phải nhiều lần cân đối tỷ lệ giữa các loại năng lượng, rồi cả việc canh tác như thế nào, như chuyên canh bắp dưới chân trụ điện gió này chẳng hạn kinh nghiệm của Fenham là bài học quý giá cho những quốc gia nông nghiệp có tiềm năng. Chúng ta thừa tiềm năng để để có thể làm những cái làng uh, năng lượng tái tạo như thế này. Uh, tuy nhiên về cái nguồn lực tài chính cũng như là về cái uh, kỹ thuật thì chúng ta cũng có thể phải học từ các nước như uh, nước Đức và những cái hoặc là những cái nước tiên tiến trong việc phát triển năng lượng tái tạo và có thể áp dụng ở Việt Nam. Từ những dự án nhỏ lẻ đến một dự án tổng hợp như làng Fenham cần phải có những quy hoạch và đánh giá tiềm năng cho nguồn năng lượng một cách bài bản và cụ thể